Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình của mình. Thì ngày hôm nay, hôm qua, hôm kia, mình mới đi đi shopping về. Mình lâu lắm luôn rồi á, mình mới ra mall đi shopping á. Shopping online thì cũng có, nhưng mà lâu rồi mới đi ra mall. Mình mua ở H&M, H&M and Forever 21. Đó, thì mình mua hết cái đống này á, một cái túi to, tổ chảng chả bá lửa này á, là mình mua hết có 60 đồng thôi. Thì mọi người coi 60 đồng mình đã mua được những cái gì nha. Mọi người, đây là cái bịch đồ nè. Được chưa? Rồi. Mình sẽ lấy ra cho mọi người xem nha. Đây là cái bill ở H&M. Mà hôm đó mình đi á, nó còn giảm thêm 10% nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ khui cái Forever 21 này trước đi ha. Tại vì nó có hai cái rồi. Ở Forever 21 mình đã mua được hai cái màu tím hot trend của năm nay đó nha mọi người. Đây, một chiếc áo thun mà để mình đóng thùng á, nó như vậy nè. Đó, để mình bỏ vô quần á thì nó không có bị sụp xịt. Đó, một chiếc áo thun hoa lá cành. Và một chiếc đầm màu hường, màu hồng hồng mà tím tím á. Đó, nè cũng hoa hoa luôn mùa hè, nhưng mà hè này không được đi đâu hết, buồn ghê. Nè, cái này á là mặc là nó sẽ chéo chéo qua mọi người. Chéo qua đây, chéo qua đây. Bây giờ mình sẽ đi mặc thử hai cái này cho mọi người xem. À quên nói giá với mọi người, cái áo này là 12 đồng 99, mà nó sale còn có 5 đồng. Đây nè. Đó. Còn cái đầm này của mình á, 22 đồng 99, sale còn 12 đồng. Ghê chưa? Cái áo này nó sẽ như vậy nè mọi người. Đó, mình sẽ bỏ áo vô thùng thì mình gài nó lại thì nó sẽ không có bị tung ra. Đó. Cô tê không? Nhưng mà áo này mùa hè mặc hơi nóng nha, phải đợi tới mùa đông mới mặc được. Cho là cái váy này nó sẽ như này đây mọi người. Đó. Cute không? Nhìn nó đơn giản nhưng mà gọi là nó hơi bánh bèo. Nó cũng hơi bánh bèo so với mình. Mình thì ít khi nào mang mấy cái váy bánh bèo như này. Đó. Tiếp theo là mình sẽ có một cái áo này, áo nam. Áo nam, áo sơ mi của nam. Mà nó là giá gốc là 14 đồng 99, mà nó sẽ còn có 3 đồng thôi mọi người. Trời ơi, nó quá là rẻ luôn á, thiệt luôn á, thật sự á. Mình nhìn mấy cái này á, mình không mua là mình giận bản thân mình luôn á mọi người. Nó quá rẻ đi, trời ơi. Đây, chiếc áo sơ mi của nam. Cái màu này cũng cute nè. Áo sơ mi nam nên là mình không có thử nha, cái áo sơ mi nó cũng như vậy thôi. Tiếp theo là một cái áo thun. Đây là đó, một áo thun. Áo thun này á thì 7 đồng 99, nó sẽ còn có 2 đồng mà mọi người. Chỉ có 2 đồng thôi mà sao không mua được hả? Đây, một cái áo thun của H&M. Trời ơi, vải nó mát quá. Tiếp theo là mình có một cái đầm màu đen này. Hơi nhăn một xíu. Thì cái đầm màu đen này á là giá gốc là 29 đồng 99, 30 đồng. Mà hả còn có 7 đồng mọi người. Sale còn có 7 đồng thôi, trời đất ơi. Không mua là giận bản thân nhiều. Đó, cô tê không? Đầm kiểu baby doll á. Đầm búp bê giống cái đầm hồi sáng mình mới mặc á. Bây giờ sẽ thử cái đầm này cho mọi người xem nha. Đây mọi người ơi, cái đầm này lên form mà sẽ như này. Mấy cái đầm này nhìn mình mập ra được một xíu tại hai cái tay đó phồng đó mọi người. Bây giờ nó đang về lại kiểu tay phồng như này. Đó. Cô tê phồng như Huy không? Nè, tiếp theo là một cái áo vest rất là đẹp luôn. Nhìn này mọi người. Đẹp quá không? Trời ơi. Quá là đẹp luôn á. Nè. Mà cái áo vest này mang mùa đông cũng được, tại vì cái vải nó cũng khá là dày dặn á, mang cho nó ấm. Đó, thì ở đây là mình có cái này là giá gốc là 34 đồng 99. Nhìn giá sale này mọi người, 13 đồng 99, còn giảm thêm 10% nữa. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái này cho mọi người xem tại đây luôn, tại cái chỗ này. Đó. Hey.
không? Thì á, mình mua cái áo vest này á, xong rồi mình đi qua, mình thấy một cái váy Shapely, mà áo vest mà mang với váy Shapely mà váy dài á mọi người cũng rất là hợp. Cái váy Shapely là nó hợp màu với cái này luôn. Mình thấy đó một cái là mình không mua không được mọi người. Đây nè, thấy một cái là phải mua luôn, tại vì nó hợp quá. Nó hợp với cái đợt với cái vest này quá nè. Trời đất ơi, trời ơi, nó hợp cái gì mà không mua. Uổng phí. Mà nó còn có size của mình nữa, là size S. Nhưng mà size S thì cũng hơi rộng với mình đó, mình nghĩ vậy. Mình chắc phải mang XXS. Thì cái này là giá đây 39.99, sale còn có 10.99. Phải mua, phải mua. Nè, giờ mình thử cho mọi người coi nha. Nó hơi tụt. Nhưng mà không sao, không sao hết. Nè, nó rộng so với mình. Mấy cái size ở bên này á mọi người, size của Mỹ á, cho nên là size S á thì nó vẫn còn rộng. Thường á là mình phải mua là XXS. Có mấy cái size 3XS nữa thì nó mới vừa. Còn cái này vẫn còn rộng, cái này là size S. Đây. Đó, thì không sao, sao hết trời. Cái này đơn giản, mình lấy kim băng, mình kim nó lại là ok. Nhưng mà rất là xinh, nó rất là hợp với cái này. Để mình cho mọi người xem như nào nhỉ? Như này ha. Để đây. Không biết mọi người thấy được không ta. Trời ơi, nó quá là hợp luôn. Tại sao không mua chứ? Đó. Tôi teo không mua đâu. Còn một cái nữa. Còn có một cái đây nè. Cái áo này là áo cardigan. Cũng rất là xinh. Bận với cái váy này cũng hợp luôn mọi người. Bận với cái váy này cũng hợp luôn. Bận mùa đông, bận mùa hè cũng được. Mùa đông thì mình khoác, mình mùa thu chứ mùa đông thì không nổi rồi. Mùa thu thì mình khoác cái này vô rất là cute. Đó. Xinh chưa? Cái này thì giá là rẻ. Nhìn giá mà không mua là tức cái lồng ngực á. Nè, 14.99 sale còn có 3 đợt. Phải mua thôi. Mà kiểu mấy cái này nè, người ta sale mọi người, cho nên là cái áo vest này á, mình vô là còn có một cái cuối cùng. Cái váy này cũng vậy. Rồi cái áo này cũng vậy luôn. Còn có một cái à, cho nên là phải hốt thôi. Đó. Thì đó là toàn bộ những cái món mà mình đã mua được. Mình đã mua được ở H&M và Forever 21, 60 đồng tổng cộng. Thì mình mua được một cái này, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, rồi hai cái màu tím nữa là 7-8 cái, 8 món, 60 đồng. Trời ơi, mà mọi người thấy nó rẻ quá không vậy? Mọi người comment cho mình biết nha. Ok, mình sẽ kết thúc video này ở đây. Nếu mọi người thích video này thì mọi người hãy nhấn nút like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Bye bye. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.